Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Căn nhà tan nát sau lốc xoáy trước bão số 4, chủ tiệm khóc ròng tìm vàng mất. Trước bão số 4 đổ bộ, một cơn lốc xoáy đã biến cả khu chợ Cửa Việt thuộc thị trấn Cửa Việt huyện Gio Linh, Quảng Trị thành đống đổ nát, nhà dân bị đổ sập, nhiều kiosk ở chợ bị tốc mái. Chiều qua, ông Trần Văn Quảng, bí thư huyện ủy Gio Linh, Quảng Trị xác nhận trận lốc xoáy mạnh xảy ra vào khoảng 16 giờ tại khu chợ Cửa Việt. Khu chợ bị tốc mái, thiệt hại nặng nề, dông lốc đã khiến nhiều kiosk bị tốc mái và một ngôi nhà người dân bị sập. Có 4 người dân bị thương đã được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Trận lốc xoáy diễn ra trong mấy phút nhưng đã để lại hậu quả nặng nề. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân thu dọn hiện trường, hỗ trợ cho bà con tiểu thương. Nhà dân và hàng trăm kiosk bị tốc mái, đổ sập, đã có 4 người bị thương. Đối với những đồ dùng có giá trị trong những ngôi nhà bị lốc cuốn, tốc mái sẽ được đưa đi đến nơi cao hơn, an toàn hơn. Theo thông tin sơ bộ, có 180 hàng quán và 120 nhà bị bay, tốc mái, trong đó có 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Sau khi trận lốc xoáy xảy ra, tiệm vàng Phúc Thịnh ở chợ Cửa Việt bị lốc thổi, mất rất nhiều vàng trong tiệm. Người dân địa phương và lực lượng chức năng đã cùng giúp gia đình tìm vàng nhưng chưa tìm thấy. Tại hiện trường, chủ tiệm vàng bị thương, chỉ biết khóc trong vô vọng. Theo người dân chứng kiến, trận lốc xảy ra trong vòng chỉ vài phút nhưng để lại thiệt hại nặng nề. Mưa lớn trước bão Noru, nước đầu nguồn đổ xối xả xuống đường ở Hội An. Do mưa lớn từ trưa, nước từ đầu nguồn chảy xối xả trên con đường ở xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An khiến việc đi lại khó khăn. Chiều qua, Phó Chủ tịch thành phố Hội An Nguyễn Thế Hùng cho biết trên địa bàn xã đảo Tân Hiệp đã xảy ra mưa lớn khiến nước chảy tràn ra đường. Mưa lớn từ trưa nay đến bây giờ khiến nước từ đầu nguồn đổ về tràn xối xả xuống con đường nằm trên thôn Bãi Hương thuộc xã Tân Hiệp. Hiện người dân ít ra đường, đa số chỉ có lực lượng chức năng nên vẫn đảm bảo an toàn, ông Hùng nói. Ông Hùng cho biết hiện mưa tại thành phố Hội An rất lớn nhưng chưa có gió. Việc di dời người dân đã hoàn thành. Địa phương đã di dời khoảng 2.200 hộ với hơn 8.000 nhân khẩu. Trong đó gần 2.000 nhân khẩu được sơ tán về 7 điểm tập trung, còn lại được sơ tán ghép. Đến 15 giờ 45 phút tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, sóng biển bắt đầu đánh cao khoảng 2 mét, mưa trắng trời, gió chưa lớn. Kể từ 18 giờ chiều hôm qua, tỉnh Quảng Nam cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông và các phương tiện xe máy chuyên dụng khác, trừ các phương tiện tham gia công tác phòng chống thiên tai, hoạt động lưu thông trên các tuyến đường cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam. Tại phố cổ Hội An, cây đổ khắp các tuyến đường, trong đó một số tuyến đường ngập nặng như Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo. Người dân nơi đây đang bắt đầu dọn dẹp hậu quả mà bão Noru để lại. Tại phường Hương An, thành phố Huế, chịu nhiều thiệt hại do bão Noru gây ra, nhiều mái nhà dân bị tốc mái, cột điện, cây xanh ngã đổ. Gió mạnh do bão Noru gây ra khiến nhiều nhà dân ở xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền bị tốc mái. Chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại, không có thiệt hại về người. Đường ngập, trường học và nhà cửa tốc mái, cây cối gãy đổ sau bão Noru. Những hình ảnh ngổn ngang còn để lại sau khi bão Noru quét qua. Với sức gió mạnh cấp 9 giật cấp 13, bão Noru khiến nhiều trường học, nhà dân ở Quảng Nam bị tốc mái, sập tường. Rạng sáng nay, bão số 4 Noru đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Nam. Tại thành phố Tam Kỳ, sức gió mạnh nhất ghi nhận được ở cấp 9, giật cấp 13 khiến hàng loạt cây xanh bị đổ gãy, nhiều mái nhà bằng tôn bị thổi bay. Trên các tuyến đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương và khuôn viên quảng trường 24 tháng 3 thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Hàng loạt cây xanh đổ đè lên nhiều xe máy, bão mạnh quá, cây cối đổ cả. Ở vùng biển, chắc nhà cửa cũng ảnh hưởng nặng khi bão đi qua. Ông Hoài, 58 tuổi, thành phố Tam Kỳ chia sẻ, trận mưa lớn trong đêm cũng khiến một số tuyến đường như Trần Quý Cáp, Trường Chí Cương, Trần Hưng Đạo ở thành phố Tam Kỳ bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho người dân qua lại. Tôi đi chăm bố ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam về thì xe chết máy do ngập nước, nhà cửa cũng không biết ảnh hưởng gì không. Khi ở bệnh viện tôi thấy bão gió lớn quá, ông Trương Quang Lợi, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh nói. Bão Noru cũng khiến hàng loạt cột điện đổ ngã, hiện nhiều địa phương của Quảng Nam vẫn mất điện sau bão. Tại bãi biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, hàng loạt biển quảng cáo, mái tôn, nhà người dân bị thổi bay.
Trước bão, gần 6.000 người dân địa phương đã được đi di tản đến nơi tránh trú an toàn. Ông Nguyễn Thắng Bách, 58 tuổi, trú xã Tam Thanh, nói vợ và con được gửi lên nhà người quen tránh bão. Riêng ông ở lại trông coi nhà cửa, canh tài sản. Khoảng 3 giờ, gió rít mạnh, mưa lớn cùng tiếng va đập mái tôn. Lúc sau thì mái tôn phía trước nhà đổ sập, cũng may không thiệt hại quá nhiều, ông nói. Mưa bão khiến mái ngói nhà dân và chợ Tam Thanh bị tốc mái. Cơn bão được dự báo rất mạnh và đổ bộ trực tiếp nhưng may mắn không gây thiệt hại nhiều như các cơn bão trước. Ông Bùi Hồng Thạnh, 58 tuổi, trú xã Tam Thanh, nói sau khi trở về từ nơi tránh bão. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, đến 5 giờ sáng nay, bão Noru đã gây tốc mái hoàn toàn một nhà dân ở xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ. Mưa bão khiến đồn biên phòng 276 đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An có nhà chỉ huy, nhà ở cán bộ, chiến sĩ bị tốc mái hơn 50%, cây cối ngã đổ hơn 70%, sập hệ thống chuồng trại, vỡ kính sảnh trước nhà chỉ huy. Nhiều vật dụng tại một cửa hàng quần áo ở xã Tam Thanh bị thổi bay mái tôn, sập một phần tường nhà. Ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết sau bão Noru, địa phương có hai trường trung học cơ sở bị tốc mái hơn 50% là trường Nguyễn Thành Hãn, xã Duy Sơn và trường Nguyễn Bình Khiêm, xã Duy Vinh. Địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người. Đến 9 giờ cùng ngày, dọc các tuyến đường, người dân rời các địa điểm di tản về nhà để thu dọn sau bão. Thời tiết lúc này đã ngớt mưa, cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Nam cùng đơn vị cây xanh, đô thị cũng tiến hành cắt tỉa, thu dọn cây đổ gãy, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông sau bão. Vùng mưa mở rộng do bão số 4, Hà Nội sẽ mưa 5 ngày liên tiếp. Do ảnh hưởng của vùng mưa mở rộng trong bão số 4 từ nay đến nửa tuần đầu tháng 10, trên địa bàn Hà Nội dự kiến có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng thủy văn sáng nay cho biết bão số 4 đã gây mưa lớn diện rộng tại các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung, đặc biệt là tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Lượng mưa ngày và đêm qua phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Trong ngày hôm nay, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum tiếp tục có mưa rất to, với lượng mưa dự kiến phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Đáng chú ý, ngày hôm nay đến ngày mai ở khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Vùng ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm một đợt, có nơi trên 180mm một đợt. Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của vùng mưa mở rộng trong bão số 4, từ ngày hôm nay đến 5 ngày tới, trên địa bàn thành phố, thời tiết nhiều mây. Trong 2 ngày cuối tháng, Hà Nội có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, gió giật mạnh. Vào 2 ngày cuối tuần, Hà Nội có mưa rào và dông. Hình thái thời tiết này có thể kéo dài đến 2 ngày tiếp theo. Liên quan đến bão số 4, sáng nay bão hoạt động trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, bán kính gió từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Nhà dân trực rơi bên hố sâu, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo khẩn cấp khắc phục. Dưới chân dòng chảy đập Đồng Ván ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng trong 2 năm qua. Nhà dân bị đứt gãy, treo lơ lửng trên vực thẳm nhưng chưa được khắc phục. Theo ghi nhận phóng viên Vietnamnet, tại kênh dẫn sau tràn xả lũ hồ Đồng Ván ở thôn 4, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, do tác động của mưa lớn cùng với việc xả lũ từ hồ Đồng Ván đã khiến tuyến kênh dài khoảng 400m bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa tới tính mạng của những người dân sống xung quanh. Trong số các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng, căn nhà của bà Trịnh Thị Mùi, thôn 4 đã bị đứt gãy, sụt lún vào móng nhà dân. Từ cuối năm 2021, nước từ hồ Đồng Ván đổ về cuốn trôi một phần ngôi nhà của bà Mùi, sạt lở ngày càng ăn sâu vào nền móng, cột trụ nhà treo lơ lửng cùng nhiều vết nứt chạy dài. Phía bên kia nhà bà Mùi là sườn núi cao, bên trên là những tảng đá mồ côi lớn nằm chênh vênh trên sườn núi, có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Long, sinh năm 1977, con trai bà Mùi cho biết, để đảm bảo an toàn tính mạng, bà Mùi đã phải dọn tới ở nhà các con. Căn nhà nay đã hư hỏng nặng mà không thể khắc phục trở lại.
không chỉ nhà bà Mùi mà 12 hộ dân sinh sống phía hạ lưu tràn xả lũ của hồ Đồng Ván đang ngày đêm thấp thỏm mỗi khi trời đổ mưa. Trước mắt, chính quyền xã Xuân Hội đã cắm biển cảnh báo, căng dây tại những vị trí sạt lở nguy hiểm, thường xuyên nhắc nhở các hộ dân đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản mỗi khi mưa lớn. Ông Nguyễn Phi Phượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Hồng cho biết, đập Đồng Ván xói mòn sạt lở dần từ năm 2020 cho đến nay. Ủy ban nhân dân xã và huyện đã xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, nguồn hỗ trợ lũ lụt không quá 3 tỷ đồng nên chưa thể khắc phục. Kinh phí để sửa chữa khắc phục cần 7 đến 8 tỷ đồng. Sáng nay ngày 27 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác ra kiểm tra, đồng ý phương án tỉnh hỗ trợ 4 tỷ đồng và 3 tỷ đồng còn lại sẽ do huyện bố trí để xử lý, ông Phượng thông tin. Theo lãnh đạo xã Xuân Hồng, việc di rời các hộ dân ở khu vực phía dưới đoạn bị sạt lở đã có phương án đầy đủ. Hộ gia đình bà Mùi bị sạt lở sát nhà trong 2 năm qua đã chuyển đến nhà các con sinh sống. Khi có mưa lớn thì địa phương thường xuyên kiểm tra, giăng dây và để biển cảnh báo. Dòng nước chảy từ trên hồ đập Đồng Ván tạo nên một hố sâu bên nhà bà Mùi. Căn nhà chênh vênh bên hố sâu, cột nhà treo lơ lửng, bà Mùi đã di rời đến ở với các con sau khi nhà bị sụt lún. Gia đình bà Mùi không thể khắc phục sau sự cố. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!